Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái trò chơi này khá đơn giản nha. Trước tiên là chúng ta sẽ có một miếng vải hình vuông nha, chúng ta cắt theo chiều dài khoảng 20 cm. Rồi chúng ta may khẩu trang này là khẩu trang mình may là khẩu trang 4 lớp nha. Mình dòm 2 lớp xanh và 2 lớp màu đọc kháng khuẩn. Chúng ta sẽ may lại. Chúng ta sẽ may một đường. Rồi khi chúng ta sẽ may xong, bây giờ chúng ta sẽ vẽ vào cái ngực nhé. Chúng ta sẽ viền khoảng 5 ly để chúng ta luồn cái nẹp mũi vô nha. Rồi chúng ta may cái nẹp xong rồi chúng ta sẽ dùng nẹp mũi nha. Thanh nẹp mũi chúng ta cắt khoảng gì là khoảng 8 hoặc 9 phân nha. Chúng ta luồn vào. Khi chúng ta luồn vào xong rồi chúng ta sẽ may nha. Chúng ta ấy thẳng thì cho nó phải đùng và chúng ta sẽ may thêm một đường nha. Khi chúng ta may xong rồi là nó sẽ được như vậy nha. Rồi chúng ta bắt vào vẽ nè. Để lấy gấp nha. Khoảng 1 phân rưỡi, chúng ta canh ra khoảng 1 phân rưỡi này, chúng ta sẽ đạp giữ lại. Rồi cái này cũng vậy, ta bẻ lớp thứ hai cũng là canh luôn. Lớp thứ ba. Rồi chúng ta đạp sẽ được như vậy nha. Chúng ta làm nẹp, ta nẹp sẽ dài và chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ đạp để giữ cái nẹp bên thứ hai nha. Đó, chúng ta đợi xuống nó thẳng rồi chúng ta sẽ đạp. Thì chúng ta đã đạt được những cái miếng này nó đều hết. Giờ bắt đầu chúng ta viền cái thân dưới nha. Mình đã cắt sẵn một cái dải viền. Giờ chúng ta đạt 5 ly nha. Chúng ta đạt 5 ly. Đây, chúng ta sẽ đạt được dải viền 5 ly nha. Rồi chúng ta bắt đầu đạp xuống. Chúng ta đạp xuống. Rồi chúng ta may. Thì chúng ta đã viền xong. Rồi chúng ta sẽ gọt và 2 phần nét này để chúng ta viền nha. Rồi khoảng chiều khoảng 5 ly rồi chúng ta viền để nấu vô không gian nha. Cái qua vô ở đây mình đang cắt sẵn 2 miếng nẹp nha. 2 miếng nẹp khoảng 13-14 cm nha. Rồi vô không chúng ta sẽ làm nhiều qua, chúng ta cũng cắt khoảng là 12-13 cm nha. Giờ bắt đầu chúng ta nẹp. Trước tiên chúng ta lại dây thun ở phía dưới và ta bẻ cái đường miếng này vô. Đó, chúng ta bẻ và chúng ta bắt đầu đạp theo nha, theo cái đường chỉ chúng ta đạp xuống. Bên đây chúng ta cũng làm tương tự như vậy nhé. Chúng ta cũng ấy nẹp như vậy nha. Thì chúng ta đã đặt cái phần dải viền hai bên xong nha. Đó, chúng ta ấy rồi xong. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đẩy mí xuống. Đó, để mí xuống phải như vậy. Rồi chúng ta đặt 5 phần nha, 5 đi nha. Chúng ta bắt đầu chúng ta đặt.